công Huỳnh Lập nhanh như chết. Tổ ong nào không có con ong? Đôi khi lòng muốn yêu em thật nhiều, mà anh tình đó trả lại bao nhiêu? Đơn giản hả anh? Đơn giản hả? Dép tổ ong. Chính xác. Hay quá. Ban đầu tính suy nghĩ là tổ ong là ông có ô á, là tổ của đàn ông á. Trời ơi, cái cười gì trời. Trời ơi, Lập ơi, em suy nghĩ gì xấu xa dữ vậy? Thì đâu có con ong nào đâu. Tại vì em bị liên tưởng đến cái câu mà gì à? Con ong khác với đàn ông chỗ nào á, là cái tổ ong với ô á. Có ôn luyện mà, sai sách. Cái chương trình này có mở ra một cái lớp luyện thi hả? Có. Wow. Những bạn mà đã từng học là Diệu Nhi, Vuka, Khả Như rồi đó, thua hết. Wow. Học sinh xuất sắc không? Đó, xuất sắc là một cặp khác. Dạ. Lê Giang, Lê Lộc. Wow. Xuất sắc nhất. Dép tổ ong có bao nhiêu lỗ? Trời ơi, trời ơi. Nhiều lỗ. Chính xác. Vì tùy loại dép thì khuôn đúc. Sữa gì không dùng để uống? Quá dễ. Bao nhiêu sữa luôn ở trên trời? Sữa tắm. Yeah. Chính xác. Trái gì không ăn được nhưng đập được? Cái gì không ăn được? Trái gì không ăn được? Cái gì không ăn được? Trái hả? Trái hả? Trái hả? Trái gì không ăn được hả? Trái gì không ăn được? Trái bơm. Trái bơm. Trái đúng không? Không ăn được thì đập được. Em lấy trái bơm em đập. Thì đập trái bơm miễn sao đập được thôi, mình cùng dùng trái bơm đập được thôi. Còn nổ bánh xác sao? Chứ bơm chết thì chịu thôi chứ biết làm sao. Miễn sao đập được thôi. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, đây là một chương trình chúng tôi mang tính chất giải trí cao và cũng có sự nhân văn trong đó, nên những câu trả lời mang tính chết chùm chúng tôi không chấp nhận. Thôi vậy thôi, em đổi cái khác. Không chấp nhận, không chấp nhận. Thôi, có đây là suy nghĩ của em mà. Thôi, không chịu đó. Trái không ăn được nhưng đập được là trái tim con người. Trời ơi. Câu số 5, Trường Giang, nón lá, chiếc mũ, khủng long, cái nào không để biến thành hóa thành? Trường Giang, nón lá, chiếc muỗng, khủng long, cái nào không thể biến thành quá thành? Ồ, bình thường đơn giản thôi, đúng vật lý là bình thường. Cái gì cũng có thể biến thành hóa thạch được hết? Không, chính xác. Không phải. Đáp án là gì? Nón lá. Đúng. Chính xác. Cái nón lá. Anh Trường Giang thì vẫn còn xương. Đúng. Mấy kia vẫn còn hóa thạch được, còn nón lá thì nó bị phân hủy mà. Đúng rồi. À. Bây giờ câu hỏi này chương trình yêu cầu nghệ sĩ nhắm mắt trong vòng 10 giây. 3, 2, 1, nhắm. Kể tên năm màu trên sân khấu nhanh như chớp, không kể màu áo khán giả và màu áo nghệ sĩ. Trời phong. Lá. Một. Trắng. Hai. Đỏ. Ba. Đen. Bốn. Vàng. Không, chính xác. Cái micro màu vàng. Đúng. Ờ, micro màu vàng. Quang có ai thấy cộng thun ở dưới đây không là có đó. Anh ơi, trong đây có dây điện màu vàng nè anh ơi. Nè. Trên sân khấu tức có nghĩa là mọi người đều nhìn thấy được. Kem tràn trên đó màu gì? Vàng. Không phải, cái đó là màu ánh cam. Đây nè, ra được một cái rồi. Không được ra được đâu quá chị ơi, bán cho em một cái đèn màu ánh cam. Bây giờ nè, anh hỏi em đó đèn đó đèn gì? Đèn vàng. Đèn đó. Nè bây giờ nếu nói về phân tích loại đèn anh phân tích luôn nha, đèn đó là đèn ếch. Thôi sai rồi đừng. Vàng. Chống vàng. Chế. Vàng đây mọi người ơi. Bravo đi. Coi như tụi em xin đi, được quyền đúng đi, đúng đi. Đúng đó. Phải cho đội em lên đi. Đúng đó. Ôi, bây giờ người ta đeo đâu. Vàng rồi. Rồi, chấp nhận lên. Yeah, trời ơi. Cảm ơn quý vị khán giả. Cảm ơn mọi người. Em cảm ơn chương trình, em cảm ơn anh Giang. Trời ơi, thương anh Giang quá luôn á. Trời ơi. Bởi vì ta nói người đi thi rất quan trọng nhưng mà những người đứng đằng sau làm hậu phương sẽ còn vững chắc hơn. Đúng rồi. Rút kinh nghiệm nha, hồi mình có cãi lâu nửa tiếng là lên hết á. Cái gì có khung, có xương, có điện? Có khung, có xương, có điện. Có thể đưa người đến điểm cần đến. Có thể đưa người đến điểm cần đến. Cái gì hả? Ừ. Có khung, có xương, có điện. Xương hả? Khung. Có cái khung, có cái xương, có điện. Cái xe điện. Chính xác. Ủa vậy thôi hả? Đơn giản thôi mà. Tại vì em sợ quá. Anh nghĩ nó đơn giản như vậy luôn. Thì đó, chương trình mà. Con gà ngủ đứng hay ngủ ngồi? Con gà ngủ đứng hay ngủ ngồi? Trả lời chính xác nha, tất cả im lặng. Nó có thể đứng, nó có thể ngồi. Không, chính xác. Không ngồi. À, nó ngủ nằm. Gà nào, gà chết, mày ngủ nằm. Ủa,
thường con cò, con hạc, con gà nó ngủ con vậy nè, con gà nó thường nó ngủ con vậy nè. Ủa anh ơi, gà mái nó cũng ngủ ngồi mà. Không, ấp không bao giờ ngủ. Bây giờ em hỏi anh nè một cái vấn đề đơn giản thôi. Bây giờ anh đi làm cả ngày về anh mệt, anh về anh ôm, anh ôm vợ anh đó, anh có mệt anh ngủ trong lòng vợ anh không? Chúng tôi đang nói về gà và vợ chồng tôi không phải là gà. Em sẽ hỏi chị Nhã Phương cho bằng lẽ cái vụ này. Vợ chồng tôi không phải là gà, xin nhắc lại một lần nữa, tôi là người. Mà con... áo này có thể bảo vệ con người khỏi bị ướt khi trời mưa. Trời ơi, là gì? Áo mưa. Chính xác. Sợ quá, ông chết rồi. Sợ quá, chịu sợ luôn, không dám, anh cũng nghĩ nó đơn giản gì luôn. Trái gì sinh ra đã không trọn vẹn? À, cái trái trời ơi dễ lắm. Dễ không? Dễ lắm. Không trọn vẹn là coi như là... Ủa gì kỳ vậy? Thiệt luôn á hả? Ừ. Trái bóng hả? Tương tự đồng nghĩa. Trái banh. Không chính xác. Không sinh ra là nó banh rồi, nó không còn sinh vẹn nữa. Sinh ra nó banh liền rồi anh. Nó banh liền rồi. Đáp án của chương trình là trái măng cục. Là nó bị cục hả? Bị cục hả? Đây là câu đố chữ. Trái sầu riêng sinh ra là đã riêng rồi, không có hòa nhập cộng đồng gì hết cũng được vậy. Ví dụ trái sầu riêng sinh ra là đã sầu rồi, không vui không trọn vẹn đó. Trái táo sinh ra đã táo rồi. Vậy thôi, em nói trái chuối luôn đi. Xin trái chuối luôn. Đáp án đó sẽ được công nhận ở chương trình lần sau. Câu 11. Cá trê, cá nóc, cá heo, cá chép, cá thu, cá mập, con nào có 7? Em không trả lời nữa. Tao hỏi nha, tao hỏi luôn. Cá trê, cá nóc, cá heo, cá chép, cá thu, cá mập, con nào có 7? Trê, nóc, heo, chép có 7. Trả lời đi. Chép. Chính xác. Rau gì mang tên một bộ phận của một loại gia cầm? Rau gì hả? Rau tơ gì? Rau gì? Đâu mà? Đúng rồi. Rau tơ. Rau ơi, rau chân vịt. Thiệt luôn á, em karate nãy giờ em ra chân vịt rồi. Rau hả? Hả? Trời ơi, em hiểu cái rau. Bởi tôi nói rồi, bữa nay tôi để rau là sai trái. Đồng đội tôi hiểu nhầm không? Như vậy là Huỳnh Lập vượt qua ba đáp án liên tiếp chính xác. Xin chúc mừng. Chia tay với hội chợ thương mại, trở về với Sĩ Thanh. Chị ơi, khó không? Khó lắm à. Chị Thanh ơi, cái bộ câu hỏi này không cần người chơi phải trả lời hay, mà chỉ cần những đồng đội ngồi dưới cãi giỏi thôi. Tụi em cãi quá trời mới được 3 câu, đúng không? Cãi không câu rồi. Chị Thanh đến với chương trình Nhanh Như Chớp. Câu hỏi bắt đầu. Tổ ong nào không có con ong nào? Quang mang liền. Thấy thái độ, thái độ chị Thanh nhìn mọi người. Ủa ông voi. Rồi. Không chính xác. Không chính xác. Đáp chính xác là gì vậy? Anh Trường Giang hay có cái đó. Hôm bữa chụp hình cưới á. Dép tổ ông hả? Ồ. Bầu trời chân lý hiện ra. Em không tin được luôn á, không có trả lời vậy luôn á. Dép tổ ông có bao nhiêu lỗ? Đó. Chưa bao giờ em mang dép tổ ong luôn sao biết được. Rồi bây giờ chị ba chứ còn không biết luôn á chị. Tám lỗ. Trời ơi. Ủa chị ơi, cái số 8 chị đếm ở đâu ra được hay gì chị? Chị tưởng tượng á, 8 lỗ. Đây cho là không chính xác. Đáp án là tùy loại dép và tùy từng khuôn dép. Sữa gì không dùng để uống? Sữa gì không dùng để uống? Sữa mắt. Trời ơi. Đây sữa này là sữa ngã nha, ngã. Sữa? Ờ. Sữa. Sữa nhà đúng không? Đó là hỏi. Không chính xác. Giống hỏi cái đó, giống hỏi. Chị ơi, sữa nhà là sữa hỏi. Đáp án là sữa rửa mặt hoặc là sữa tắm. Trời ơi. Câu hỏi tiếp theo. Trái gì không ăn được nhưng đập được? Hồi nãy bên này trả lời không được đó. Bây giờ mình trả lời được là mình hay. Trái gì không ăn được mà đập được? Đập được. Trái. Trái tim. Chính xác. Wow. Hay quá vậy đó. Trường Giang, nón lá, chiếc muỗng, khủng long, cá
Cái nào không thể biến thành hóa thạch? Cái nào không thể biến thành hóa thạch? Trường Giang. Nón lá. Chiếc muỗng. Chiếc muỗng. Khủng long. Khủng long. Anh Trường Giang chết đi thì cũng hóa thạch. Trời ơi. Mà ghê. Trời ơi. Ai không cảm. Nón lá. Nón lá thì đâu có hóa thạch đâu. Nón lá. Chính xác. Hay quá. Muỗng bắt xuống. Em chết đi Trường Giang ơi. Trời ơi, chương trình đưa hỏi chứ phải tôi tự tôi bịa đâu trời. Bây giờ, Sĩ Thanh nhắm mắt lại, kể tên năm màu có trên sân khấu nhanh như chớp. Màu xanh lá cây, màu trắng. Ủa? Không kể màu áo khán giả và màu áo nghệ sĩ nha. Màu xanh lá cây, màu rồi. Màu vàng. Màu vàng. Màu đen. Màu đen. Màu đỏ. Màu đỏ. Màu xanh dương. Màu xanh dương à? Màu hồng. Không chính xác. Hỏi luôn. Đáp án là xanh lá, đen, bạc hoặc là xám hoặc đỏ và màu trắng. Màu trắng hồi nãy nó là không được kể đồ quần áo của không biết sao này thôi. Tìm màu trắng. Đây rồi. Câu hỏi tiếp theo. Cái gì có khung, có xương, có điện, có thể di chuyển đưa con người đến điểm cần thiết? À, có khung, có xương. Đưa con người đến điểm cần đến. Sao đúng rồi, này nó vậy đó. Nào đó. Nói đi, hết chợ. Nói theo ô tô. Chính xác. Cũng đúng rồi. Trừ xe đạp thôi. Con gà ngủ đứng hay ngủ ngồi? À, nó bao giờ ngồi không ta? Con gà ngủ đứng. Đứng như thế nào? Đứng như thế nào á? Đứng bằng hai chân. Đứng không bằng chính hai xác. Chân không chính xác. Ủa nó đâu, đâu có hỏi đâu, hỏi có một cái mà. Đáp án đưa ra là có đứng một chân. Thế nên trả lời không vào đáp án thì không được. Chiếc áo này có thể bảo vệ con người khỏi bị ướt khi trời mưa. Áo mưa. Chính xác. Trái gì sinh ra đã không trọn vẹn? trái banh. Đúng rồi luôn. Trái banh. Cùng đáp án với đội A và không chính xác. Đáp án là trái măng cụt. Ủa tại sao? Mì cột chị. Cột chị. Trời ơi. Đối chữ mà. Tại vì có trái măng nguyên nữa. Như vậy là Sĩ Thanh đã đúng đáp án liên tiếp 2 câu.